Lệ Quyên báo tin buồn giữa lúc bị tẩy chay vì phát ngôn là một việc ngỡ ngàng khi bị so với Hà Hồ. Không ngần ngại đáp trả khán giả bằng những lời lẽ thiếu kiềm chế, Lệ Quyên hiện đang phải nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Giữa ồn ào, nữ ca sĩ mới đây bất ngờ thông báo tình hình sức khỏe khiến nhiều fan lo lắng. Nhiều ngày qua, Lệ Quyên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì những phát ngôn đáp trả anti-fan khi nhận được các bình luận công kích từ cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ dùng nhiều từ nhạy cảm, thậm chí văn tục để phản bác. Với các ý kiến chê bai, điều tiếng về ngoại hình và đời tư, Lệ Quyên gây sốc khi gọi anti-fan là thần kinh, khẳng định chưa bao giờ sợ đứa nào. Cô khẳng định, tôi đối diện và tôi thấy thương họ trước, thương bởi sự cào cấu rất là buồn cười như vậy trong khi mình không liên quan gì. Cách Lệ Quyên phản ứng cãi nhau tay đôi với anti-fan gây tranh cãi, khán giả cho rằng nữ ca sĩ không nên ăn miếng trả miếng với dân mạng, phát ngôn thiếu tế nhị và hạ thấp khán giả. Nhiều người khẳng định sẽ tẩy chay Lệ Quyên vì cách nói chuyện thiếu tôn trọng, không tiết chế trên mạng. Một số ý kiến cho rằng Lệ Quyên đã đi quá giới hạn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng nghệ sĩ chuyên nghiệp của cô. Về phía Lệ Quyên, nữ ca sĩ khẳng định bản thân vẫn nhận được sự yêu thương nồng nàn từ khán giả và những lời chỉ trích chỉ là số ít trong những ngày qua. Giữa thời điểm ồn ào, Lệ Quyên mới đây bất ngờ thông báo tình hình sức khỏe không tốt của mình. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải gương mặt phờ phạc kèm với chú thích bị cúm là ghét nhất. Có thể thấy hiện tại Lệ Quyên đang gặp vấn đề về sức khỏe không tốt. Trước đó, bạn gái Lâm Bảo Châu còn gây sốt khi khoe ảnh mặt mộc 100%. Các loại muộn phiền trên mạng, Lệ Quyên đã chia sẻ khoảnh khắc không thể mộc mạc hơn chào đón tuổi mới. Dù chỉ là đoạn clip hậu trường, song nữ ca sĩ đã táo bạo làm điều không phải ai cũng dám làm. Ở độ tuổi mà không phải chị em nào cũng tự tin làm điều đó. Bà mẹ một con chọn chụp ảnh không một chút son phấn, phơi bày hoàn toàn bộ mặt thật ở tuổi ngoài 40. Trong clip, ca sĩ Lệ Quyên diện chiếc váy bó ôm sát cơ thể giúp khoe khéo đường cong uyển chuyển. Chia sẻ về clip, Lệ Quyên nói, đây là clip hậu trường khoe mọi người trước, Quyên thích lắm, thích sự đơn giản mộc mạc, thích sự thay đổi trên gương mặt, được nhìn thật rõ. Cảm giác nhẹ tên y như chưa là Lệ Quyên nổi tiếng vậy, không phụ kiện, không váy áo lụa là, cũng chẳng son phấn, mộc. Đợi ngắm bộ hình đặc biệt này đúng sinh nhật Quyên nhé. Trước đó, Lệ Quyên từng bức xúc khi bất ngờ bị đem ra so sánh với Hồ Ngọc Hà. Tại một sự kiện, cặp đôi Hồ Ngọc Hà Kim Lý vô tình đụng mặt với Lệ Quyên Lâm Bảo Châu, khiến nhiều người phải so sánh về phong cách của hai mỹ nữ. Khi đăng tải hình ảnh tại sự kiện, bên dưới bình luận có không ít những lời so sánh cô với Hồ Ngọc Hà, khi cho rằng cô đang bắt chước phong cách của nữ hoàng giải trí, cũng như nhắc đến chuyện tình cảm của nữ ca sĩ và bạn trai với những lời lẽ khó nghe. Ngay lập tức, Lệ Quyên đã không ngần ngại bật lại bình luận khiếm nhã này để bảo vệ cho chuyện yêu đương của bản thân. Lệ Quyên bức xúc, ôi bại não à, mà của nợ ơi, chị độc thân, chị yêu người trẻ là scandal gì thế em bị thần kinh à, là điều may mắn happy chứ, đàn ông 30 tuổi trẻ đẹp đàng hoàng, đây không phải nơi hợp với em, về chuồng chỗ dành cho em tu luyện thêm đi em, mà nhớ nếu được ăn cơm thì đừng để phí cơm nhé. Vừa khi, Lệ Quyên cũng trở thành tâm điểm bàn tán khi đua trend biến hình trên mạng xã hội. Không khoe nhan sắc hay biến hình xinh đẹp trên nền nhạc, Lệ Quyên lại có nhiều biểu cảm thể hiện sự dễ thương của mình, nhưng có phần ngơ ngác, mút tay, chớp chớp mắt và kèm theo chia sẻ. Mấy nay thấy mọi người trên TikTok bán bánh mì, ai cũng bán bánh mì, bài đấy là gì ấy nhỉ? Trong khi Lệ Quyên hết mình thể hiện những câu hát cùng loạt biểu cảm tự biên tự diễn với 1001 thần thái khác nhau và màn nhún nhảy hát hò, thì phản ứng của khán giả lại vô cùng gay gắt. Có lẽ lần cưa sừng làm ngái này của nữ ca sĩ đã phản tác dụng. Không biết khán giả cũng có phản ứng trái chiều, nhiều người bày tỏ quan ngại khi cho rằng Lệ Quyên không nên đua trend theo giới trẻ quá đà như vậy. Khi cô nàng đang cố thể hiện rằng bản thân dễ thương ở độ tuổi ngoài 40 nhưng lại có phần quá đà khiến mọi thứ trên trở nên ố dề, khiến người xem phải lắc đầu ngán ngẩm.